はい、鈴木、会合が終わって今帰るところです。もうめちゃめちゃ日本語になってるから、何のためにこれビデオ撮ってるのかって感じなんだけど、まあ酔っ払いのたわごとっちゅうことでね、たまにはそういう手術をやっていこうと。まあ帰ります、家に。お前、ごっこ、カムズ、カムザ、もういいかい、もういいかい。좀먹을박을때뭐냐박은토에뭐하까뭐에베담딱아먹을거든너이게면되냐넌거방반되냐너이쪽이마좀박을ngồi nhạc bà cũng tôi có thể nói tiếng Việt. Tôi cũng thế, mọi người là vợ vợ của anh ấy là người Việt Nam, và mọi người anh ấy ở Việt Nam sống ở Việt Nam rất lâu nên có thể nói tiếng Việt. Hơn nữa anh ấy thích bàn tiếng Việt giao tiếp. Anh ấy hơi sai rồi, biết sai rồi nên bàn tiếng Việt nói rất nhiều. Anh ấy bàn dingo là à, cái mắt rồi áp dụng nổi tiếng dingo cái mắt học tiếng Việt nên có thể nói được tiếng Việt cơ bản. À, khá là giỏi. Anh ấy sai rồi nên hồi gì à? Hồi Shimo Neta đó. これ難しいね。おい、ノイスもネタ。今、トイサウウォンゼビア、こんなにチウォンビア、ビアクラフト、クラフトビア。Rất ngon. Sau ăn xong thì đi bộ về nhà. Rất tốt. Bình thường ở Linh Lăng hoặc Kim Mã uống rượu uống bia. Từ Linh Lăng hoặc Kim Mã về nhà là hơi xa, nhưng mà khi sau uống rượu sau uống bia có thể chưa được 20 phút đi bộ 20 phút có thể chưa được, nhưng mà hôm nay không phải là ở Linh Lăng
金马啊，哦，狗仔，王比啊，巴贝尼亚，中国狗仔，廿点多啦，卡廿多，一每分，一每分，十六间。Và tia thêm một chỗ là tôi rất thói quen, rất bình thường, rất cuộc sống hàng ngày. Các bạn khó đã từng nhìn này phong cảnh này là tôi bình thường mỗi sáng, hầu hết mỗi sáng đi bộ ở đây. Tôi cũng không biết vòng bia bao nhiêu lý, bao nhiêu có. Thế nhưng mà bia craft rất ngon. Mãn dục sắp thì đã đáng là nắng gắt đi đâu. He satisfied. Mãn dục sắp thì đã đáng là as well mi lô sắp à. Mày ạ. Bị sai rồi thì đã đáng なんか悪い言い方だけどね、まあ、ドクサイゾイ、ほろ酔い気分ですよみたいな感じで、ジーンストア、いや、今、3枚、頼むぞ。Meeting? じゃあまあ、ぼいかか。明日8時に客とミーティングとかね、いきなりめんどくさいけど、まあまあしょうがない。とりあえず、晩、ボンビア、まだね、次のあれがあるけど、まあいいや、とりあえず週末だからね。Hi. Đây là ruộng cổ giấy. Khá là sông mộc. Đến đây thôi. Kết thúc.